Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trường Giang lên tiếng sau khi được dàn Sao Việt xót xa cho phim mình. Trường Giang đã viết chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng nghiệp. Những ngày qua, công tác kiểm duyệt của 30 chưa phải Tết của Trường Giang vẫn chưa hoàn tất. Đạo diễn Quang Huy và ekip vẫn đang túc trực ngày đêm bên phòng giận để chờ quyết định từ cục điện ảnh để chỉnh sửa nếu có. Riêng trong giới nghệ sĩ, nhiều Sao Việt khi nhìn thấy câu chuyện này cũng đã bày tỏ nhiều niềm tiếc nuối và cầu mong cho tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Quang Huy sẽ được ra rạp đúng hẹn. Dàn Sao Việt xót xa ủng hộ Trường Giang trước khó khăn kiểm duyệt. Sau khi thông tin bộ phim 30 chưa phải Tết không được ra rạp đúng dự kiến, không chỉ riêng khán giả mà kể cả bạn đồng nghiệp của Trường Giang đều buồn bã trước thông tin này. Bà xã của Trường Giang là Nhã Phương, hàng loạt Sao Việt như đạo diễn Đức Thịnh, Khả Như, MC Nguyên Khang đều gửi lời động viên Trường Giang trước thông tin dự án triệu đô gặp trục trặc. Trường Giang gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp. Sau khi hàng loạt Sao Việt đều gửi lời động viên đến mình, Trường Giang đã viết chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng nghiệp. Nam Danh Hài viết, cảm ơn sự quan tâm và đồng cảm của anh chị em đồng nghiệp, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. Điều khán giả hâm mộ của Trường Giang đều mong không chỉ cho bộ phim mà còn là nỗ lực của bao nhiêu con người được đền đáp bằng cách ra rạp đúng thời điểm để mùa Tết năm nay sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn ngoài rạp. Trong buổi họp báo phim 30 chưa phải Tết, Quang Huy chia sẻ rằng lý do kết hợp cùng Trường Giang trong dự án lần này chính là vì những đứa con của mình. Trường Giang cũng chia sẻ thêm, tôi tin rằng việc làm cha là một bước ngoặt quan trọng có thể khiến người đàn ông thay đổi. Tôi yêu kịch bản này và muốn được thực hiện ngay cùng với Quang Huy để dành tặng cho những đứa con của chúng tôi. Đối với Trường Giang và Quang Huy, tôi không cho rằng mình sẽ mất 1 triệu đô đâu. Tiền không đánh giá được giá trị của bộ phim này. Giả sử ai có đề nghị bán lại phim này với giá 5 triệu đô, tôi cũng không đồng ý. Công sức mọi người bỏ ra, 1 triệu đô la không nghĩa lý gì cả.